ơi, như lúc nãy thì trên mình trên đường mình đi lên Thác Voi thì mình đã gặp được một cái giống như là một thung lũng để có một cái vườn hoa dã quỳ đẹp như thế này. Đây này, để mình quay cái chỗ biển cho các bạn có thể nhận biết được là cái chỗ này là chỗ nào nhé. À, trước nó có cái biển để xem. Rồi. Đúng tới cái biển rồi nhá. Khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang. Tới đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy không ạ? Mình vừa quay cho các bạn vừa cầm củ sạc pin dự phòng nên là nó hơi nặng. Nên là tay hóa ra tay nó cứ rung rung. Mình đã nói đấy, mùa này là mùa hoa dã quỳ, việc để có một bức hình đẹp ở tại Đà Lạt thì không phải là cũng không quá khó. Đẹp quá, đúng là Đà Lạt chỗ nào cũng là chỗ đẹp, chả có chỗ nào xấu cả. À, ở đây có rất nhiều bạn trẻ cũng lên để chụp hình này. Mình thở không ra hơi rồi. Wow, còn tút sâu xa đằng kia được. Đẹp quá trời luôn. À, còn trên kia còn nhiều ha. Ừ, nhưng mà nó cao quá. Đúng cái tảng đá này, đấy, chụp cái góc như thế này, trời ơi, siêu đẹp luôn. Chụp thế là siêu đẹp luôn. Đẹp luôn. Please cut to my heart.